Xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay bên mình giao một sản phẩm rất là đẹp ha. Chiếc Ski 325 ha. Cái này được giao cho anh Trinh ở Ba Tơ của Quảng Ngãi ha. Này được đóng hoàn thiện cho anh luôn ha. Rất là đẹp. Chiếc trước chiếc này cũng 325, đó là chiếc của anh Cảnh ha. Cảnh mà con ảnh là anh Cường hay chạy đó ha. Chiếc này 325 được giao cho anh Trinh nha. Cũng gần đó luôn anh em ha. Cái rất là đẹp ha, chiếc này cũng rất là đẹp ha. Những cái cầu 5 tấn ha, rất là đẹp ha. Xài hệ thống số dây ha, số dây nằm phía trước luôn ha. Anh Trinh thì trước chạy chiếc Kubota 1800 ha, 802. Đang test lại máy anh em nha, trước khi lên đường ha. 325 này rất là đẹp ha. Rất là mới nha. Anh dè ra ngoài luôn anh Trinh ơi. Bên cạnh mình đây là chiếc 450 mới về nè, rất là mới ha. 450 mới tinh luôn. Đây 450. Và sản phẩm rất là ưng ý của bên mình ha, rất là đẹp, hệ thống thắng hơi móc rất là ok ha. Trinh ơi, rồi ok, mấy cày Vinh Quang gửi lời cảm ơn đến tất cả anh em gần xa ha. Ski 325 về bên Trinh ha, phục vụ chính là công việc kéo keo nha, về khu của anh Cường bên cạnh đó ha. Anh em nào có nhu cầu về những máy này thì xin lòng liên hệ với bên mình nha. Ski 325 ha, rất là đẹp nha. Cũng rất mong anh em cho một like đăng ký để video chạy nhanh hơn nha, tiện cho anh em theo dõi ha. Đầu lên xe anh em. Rất là đẹp ha. Ok, mấy cày Vinh Quang gửi lời cảm ơn đến tất cả anh em gần xa nha. Anh em nào có nhu cầu về những máy này thì xin lòng liên hệ với bên mình nha. Ski 325 về Vĩnh Trinh ha, của Ba Tơ của Quảng Ngãi đó ha. Rất là đẹp đó ha.